phong cách đó. Gần chùa Asakusa Kyoto có một cái đền hả ta, nơi mọi người cầu nguyện, dáng rất là đẹp, đó, đủ màu. Bên trong kia nữa khủng khiếp quá trời trời luôn, những cô nàng bận kimono tự sướng nhiều lắm lần. Có người bận đồ cô dâu nữa kìa, bộ màu trắng là cô dâu đó. Mua một cái cục này là 300 đô, em có mua 300 yên em mua không? 300 yên mình đi vô sâu cho trong đi. Hay là đây là cô dâu? Hình như cô dâu thật á. Cô dâu chú rể đi chụp hình cưới. Mình vô mình coi, sao thế? Bên đây, hướng này. Đó. Hay không? Ai cũng bận kimono hết, rất là đẹp. Đây là lá phong nè. Lá phong. Chưa kịp vàng. Đó, hơi vàng. Đó, bên đây người ta viết là nó những ước nguyện. Viết là nó những ước nguyện. Đây là những cái ước nguyện xưa cũ. Còn đây là mới. Rất là nhiều những cô nàng bận kimono thật là xinh. Cô nàng bên cạnh mình đã thắt kimono ra rồi, hết tiền. Đẹp quá ha. Sao coi, hai thiếu nữ bằng kimono, mọi người tới đây hãy nhớ thuê kimono nha. Mình mà sang á, mình mà biết á, mình nên order trước, trả giá từ ở nhà, đặt trước giờ luôn. Đặt ở đâu cũng được hết. Canh điểm đi luôn. Giá từ 5 tới 6 ngàn yên, tương đương tới 1 triệu tới 1.2 triệu ha. Có những bộ 55 ngàn yên rồi đó. À, đây ước nguyện nè. Mọi người ước nguyện. Đầu tiên là mình sẽ thả đồng xu vào, sau đó mình sẽ vái hai lạy. Sau đó thì mình sẽ chắp tay hai lần, vỗ tay hai lần. Rồi sau đó mình ước nguyện xong thì mình vỗ tay một lần. Đó, rất nhiều người đang xếp hàng để đi ước nguyện. Lại đây chút xíu nè. Kimono khắp nơi thật là xinh đẹp. Mọi người đứng xếp hàng quá trời. Ở đây làm gì mà phải xếp hàng nha. Đây, ước nguyện. Kimono này đẹp không? Bước chân của các bạn sẽ líu ra líu ríu, nhưng mà rất là dễ thương. Đó. Đây, cái cổng rất là đặc trưng của nơi này. Ngay bên cạnh đền Sentoji ở Kyoto.